Xin chào các bạn, tôi tên là Trương Văn Cương, đến từ Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Lần đầu tiên tôi tham gia cái chuyến đi tốc này, tôi có một số những cái cảm nhận như sau. Đây là thủ phủ của Bahadi. Khi mà đến ý, thì tôi thấy cái khuôn viên rất là đẹp. Cây cối này, rồi sơn thủy hữu tình, nói chung là một nơi đáng đến. Sau đó là cái cảm nhận tiếp theo của tôi. Đó là những cái bữa ăn tại đây. Tôi ở đây là 2 đêm 3 ngày. 100% là không ăn một thứ gì khác ngoài thức ăn Vini. Thực tế nó là đồ uống. Nó chỉ là những cái đồ uống thôi mà nó đã đầy đủ hết cả dưỡng chất. Nó làm cho con người ta rất là thoải mái. Mình không ăn nhưng mà cũng không thấy đói. Năng lượng rất là nhiều. Tôi đã tham gia những cái trò chơi nó mất tương đối năng lượng nhưng mà không hề cảm thấy người nó mệt. Đấy là một điều rất là tuyệt vời mà Vili Bahadi mang lại cho tôi. Cái thứ hai là về cái nội dung bên công ty truyền tải cho đến chúng tôi. Đó là nó rất là bổ ích. Nó phát triển con người ta ở một cái tầm cao mới về nhận thức. Về thầy Hoàng Đông Anh thì có rất nhiều những cái sự chia sẻ, sự dạy bảo đến chúng ta. Rồi tiếp theo là anh Toàn đã đem đến cho chúng tôi những cái, đặc biệt là cái phương pháp thiền, nó có thể nâng cao được cái tuổi thọ, có thể chữa bệnh. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và cái cuối cùng đọng lại trong tôi đó là sản phẩm. Sau chuyến detox thì cái kết quả nó ra tôi thực sự là không ngờ. Không ngờ trong người mình nó lại có những cái, tôi thì tôi không biết nói thế nào cả. Bởi vì từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy nó. Nào là nó xanh xanh, rồi nó vàng vàng, rồi nó kết dính với nhau mà tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái sản phẩm này. Tôi nghĩ đây là những cái mà nó không tốt cho cơ thể. Tôi cũng rất mong mọi người hãy thử một lần đến với cái tour detox này để cảm nhận được xem là có giống tôi không. Tôi thực sự là tôi rất thấy là vui, rất thấy ý nghĩa khi tham gia cái tour detox này.